Trong đêm chung kết Hoa hậu Nhân ái Việt Nam 2023, người đẹp quê Bến Tre diễn thiết kế yếm đen đỏ với những họa tiết độc đáo. Cô được khen ngày càng nhuận sắc sau nửa năm đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023. Chia sẻ về vai trò đặc biệt này, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà cho biết cô như được sống lại cảm xúc trong hành trình dự thi quốc tế cách đây không lâu. Người đẹp sinh năm 2004 thích thú trước sự trân trọng và tôn vinh vẻ đẹp thí sinh với các tiêu chí về chiều cao, nhan sắc vượt qua quy chuẩn thông thường. Theo Nguyễn Thanh Hà, mỗi cuộc thi đều có tiêu chí riêng. Với Hoa hậu Nhân ái Việt Nam, cuộc thi đã phá bỏ giới hạn, định kiến trước đó về chiều cao của một hoa hậu. Thật ra mỗi phụ nữ dù cao hay thấp đều có quyền được mơ về cuộc thi tài nhan sắc và thể hiện tài năng, chứ không thể nào bị kỳ thị như vậy. Nhưng để thay đổi định kiến này cần có những cuộc thi tiên phong như Hoa hậu Nhân ái Việt Nam, cô bày tỏ. Từ khi đăng quang Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023, ngoài các hoạt động cộng đồng, Nguyễn Thanh Hà còn nhận lời mời chấm thi nhan sắc. Song việc cô xuất hiện trên ghế nóng lần này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng ở độ tuổi 19, người đẹp quê Bến Tre không có đủ trải nghiệm để chấm thi. Nói về điều này, Nguyễn Thanh Hà cho rằng nhận xét của mọi người không sai vì bản thân còn khá trẻ. Tuy nhiên trước khi nhận vị trí giám khảo ở cuộc thi này, cô đã trải qua thời gian được huấn luyện và chấm thi ở Ai Cập. Kinh nghiệm đó chính là lý do khiến Thanh Hà tự tin nhận lời mời lần này. Tôi nghĩ mình đã làm tròn trọng trách, xứng đáng với sự kỳ vọng của ban tổ chức, các bạn thí sinh và người hâm mộ, Nguyễn Thanh Hà cho hay. Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Cô sở hữu chiều cao 1m7, số đo 3 vòng nóng bỏng 85, 56, 90 cùng 4 ứng xử lưu loát. Tháng 6 năm 2022, Thanh Hà trở thành Hoa hậu Môi trường Việt Nam. Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, người đẹp quê Bến Tre được đại diện dự thi Miss Eco International Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 và giành thành tích cao nhất. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp những việc làm ý nghĩa của Thanh Hà được lan tỏa hơn trong cộng đồng.